Tới giờ thì nhiều người vẫn kêu giữ lại thánh chửi, mặc dù gần cả năm rồi mình không chửi câu nào, tham gia các phim mình vẫn đóng những vai có tính cách đàng hoàng chứ không bao giờ lợi dụng cái chửi nữa. Mà mọi người bây giờ gặp chửi kêu là ê thánh chửi, suy nghĩ thôi mọi người đã ấn tượng rồi, nhưng mà chắc là trong đầu mọi người ấn tượng một cách là chửi vần, chửi điệu, chửi văn hoa văn chương thôi chứ không có chửi bậy đâu. Ấn tượng mà theo hướng tích cực là dữ mừng rồi. Thì đơn cử như là trong cái khoảng thời gian đầu hình thành của drama này thì Lập cũng đã tham gia những cái buổi casting chung với lại ekip của chị Minh Hằng để mà cùng tìm ra những cái nhân tố mới hoặc là những diễn viên phù hợp với lại những nhân vật sân khấu. Là cái điều gì mà anh cảm thấy ấn tượng nhất và mình nên học hỏi từ Minh Hằng trong các bạn? Đó chính là sự chỉnh chu, kỹ lưỡng. Khi mà Lập mới vừa bước đến một cái phim trường casting thôi là chị đã có một cái bó hoa đứng ngay cửa để mà chờ Lập rồi. Đây là điều Lập rất là bất ngờ. Hầu như là từ trước tới giờ chưa ai làm điều này đối với Lập cả. Cho nên là khi mà thấy chị Minh Hằng xuất hiện với một bó hoa rất là to là thể hiện cái một cái thiện chí rất là lớn đối với chị Minh Hằng đối với Lập. Cho nên là Lập rất là vui khi mà được công tác chung với chị. Vậy thì trên Facebook của Minh Hằng đang có biết mình Lập có biết cái bức thư đó hay không? Bức thư nào? Bức thư của đó chị Minh Hằng với nội dung rất là khiêu chiến. Thì không biết là nếu mà Lập đọc được bức thư đó thì nghĩ rằng đây là một trong cách để PR của phim hay là cái đó là một người nào đó gửi thật? Trời, thật ra đối với Lập ấy, nói ít tôi chừa văn cho em nói. Ủa gì vậy em? Ủa sao? Em muốn vô nói chung luôn không? Nói chung được không? Nói chung em được sợ tách riêng ra ý nó bị hẹp. Bị hẹp không? Ok ok, giờ tương tác chung nhau đi. Nói tới đâu rồi? Hồi nãy một bức thư nặc danh. Có một cái bức thư khiêu chiến với chị Minh Hằng. Rất là ram mà. Em có biết chỗ này không? Thì em sẽ xử trí như thế nào với chị Minh Hằng? Mình giết người đó được không? Trời ơi, ghê vậy, em biết người ta là ai đâu mà em giết người ta. Bạn nói là ai vậy? Ai biết ai đâu. Mày gửi cái thư nội dung gì? Nội dung là chị Đào Ngọ. Nói là chị người Minh thứ ba. À, người thứ ba hả? Ủa, thấy chị Minh Hằng giàu mà Đào Mỏ chi nữa? Ừ. Thấy bà giàu mà. Giàu thiệt không anh? Hả? Chị Minh Hằng giàu thì mà chẳng những Đào Mỏ đã đào mộ cho nó được luôn nữa đó. Giàu thiệt không? Giàu thiệt không? Giàu thiệt, hát cả mối bông bự tặng Lập là thấy giàu rồi. Đúng rồi, giàu. Không? Giàu thiệt. Không biết là mình nói chung là mình không có thể nào chứng minh bằng cái tài sản được. Nhưng mà mình có thể chứng minh bằng những cái gì mà chị xuất hiện ở trên cái drama của chị. Rất là chỉnh chu, rất là đâu ra đó về một cái trailer rất là ít về hình ảnh thôi mà mình có thể thấy được đầu tư về bối cảnh nè, trang phục nè, xe ô tô, xe mô tô rồi đủ thứ các loại. Rồi bản thân Lập không có tài sản không làm được như vậy thôi. Quý vị phải tham gia một bộ phim mà mình tham gia ngay phương đoạn mà quay đại cảnh đó anh Lập. Trời đất ơi, bao nhiêu khách mời nổi tiếng mà dàn dựng cảnh rồi vừa nghĩ là một bộn tiền cho mãi có tiền mới làm được đó. Mình chỉ nhìn sản phẩm rồi biết chị Minh Hằng giàu rồi. Còn nếu như mà không có tiền nó làm theo cái MV thiếu kinh phí giống như anh mới vừa ra đấy, em không đúng. Sai chứ ai sai là thay là thay vì khách sạn 5 sao mà quay trong nhà trọ 1 sao cũng được. Đúng rồi đó, đó là không có tiền. Hoặc là nằm cầu với đất để mà quay những cái phân đoạn mà để nhái lại cái MV gốc. Đúng. Còn đây là thực tế sao lên thì luôn là giàu rồi. Nhìn là thấy giàu rồi đâu cần phải đòi hỏi chi nữa. Chính của hai đứa, ý của hai anh em là gì? Chị Minh Hằng rất giàu. Cho nên là được thì có gì gửi thêm cho anh em mình. đùa vậy thôi nhưng mà thật ra Lập với lại Dự á, thật ra không biết tin này, vẫn chưa biết tin này nó như thế nào. Mọi người thông báo, mọi người nói thì Lập với lại Dự mới biết thôi. Nhưng mà đối với Lập á thì những cái gì mà nó đến với mình nó quá tiêu cực rồi thôi, mình cứ bỏ nó qua một bên đi. Tại vì bản thân mình cũng đang làm tốt công việc của mình mà không nhất thiết là phải quan tâm những cái điều tiêu cực đang tấn công mình. Mặc dù là họ cố tình tấn công nhưng mà những cái sự cố gắng của mình không bị gãy đổ thì nó cũng chẳng là cái gì cả. Tại vì người ta đã cố tình nặc danh, cố tình nói sau lưng, tức là người ta không chấp nhận và không mở lòng để nghe lời giải thích của mình. Nếu mà muốn nghe mình thì nói trước mặt rồi đúng không? Nói sau lưng thì thôi im lặng tốt hơn. Hay là em gửi Dự sau sượng liền, nói một cái là mặt sượng liền, xanh lè liền. Không, xanh là do cái đèn màu xanh thôi. Dạ, nói chung là vấn đề nó như vậy thôi. Lúc nãy thì Minh Dự vừa kêu Huỳnh Lập là chồng á, mà hôm nay giờ đứng chung kế bên, giờ mặc đồ đôi nữa. Giờ mối quan hệ thật sự là như thế nào anh ha? Sao Dự Dự? Em tính kêu chồng người ta, mà tiện nói như chồng thì anh nhảy vô rồi. Là em đang phỏng vấn, đang nói về vấn đề chồng người ta hả? Đó, thì em nói là chồng, anh nhảy vô luôn. À, thật ra là nãy Dự đang nói cái gì đó, họ không biết. Thấy Dự đang nói chuyện hăng say quá. Cái Lập nó kêu Em đang nói kiểu chồng ơi nè, nói kiểu chồng ơi nè. Rồi, đang nói nè. Dạ.
Đây chồng ơi, đó. Là mình cũng bất giác luôn mà nụ em mới nói gì vậy. À. Nói chung là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm thôi. Chứ anh chị em mình cũng tốt. Ủa gì? À, anh em mình vẫn tốt. Anh em mình vẫn tốt. Dạ. Còn có cái gì khác nữa thì sẽ báo sau. Dạ. Ok. Rồi, cảm ơn hai anh. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Giọng ai hả anh? À, thật ra thì đối với em, bất kỳ một cái game show nào đang có sự quan tâm của khán giả thì nếu như mình có cơ hội được cộng tác, được tham gia chung thì đó là một cái cơ hội để mình được xuất hiện trên truyền hình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình cũng được thử sức, mình được suy đoán và được trải nghiệm nhiều cái mới mẻ trong những cái game show. Dạ rồi, em cảm ơn. Ủa nữa hả? Mẹ nói rồi mẹ. Thì kiểu là các hoạt động ngay cả các drama cũng hơi khó khăn, không quay được. Nhưng bây giờ là vừa xong dịch thì các hoạt động phải bắt đầu tung đi quay á. Thì dự nghĩ như thế nào dự án đến cuối cùng thành ra các drama thời gian này khi mà dịch nó giãn cách ra mọi việc nó lòng? Thực ra tham gia một cái buổi ra mắt phim đầu tiên sau dịch được làm tại Đạp Phim thì cũng rất là mừng. Đây là một cái dấu hiệu tốt mà Dương nghĩ là đây là cái thời gian mà các anh chị em nghệ sĩ bắt đầu khởi động lại những dự án của mình rồi. Ngay cả bản thân Dự đang có một vài dự án mà tự nhiên đùng cái dịch mình phải làm một cái nghỉ dài hạn như vậy thì ảnh hưởng rất nhiều kế hoạch của mình. Dương nghĩ là bây giờ thời gian sắp xếp và bắt đầu khởi động lại những cái nào nên làm sau dịch để cho khán giả có cái mà giải trí. Dạ, thì cái lúc mà dịch rồi anh bây giờ là ở nước ngoài là vẫn còn dịch nhưng mà Việt Nam mình là tạm thời ngăn chặn rồi. Thì anh nghĩ là mình sẽ cách đi nơi nào nhất của Việt Nam cho nghĩ là dịch đi nước ngoài anh. Trong lúc mà chưa đi nước ngoài hả, Dự sẽ đi những cái nơi mà Dự chưa từng được đi ở Việt Nam, ví dụ như là Tây Bắc nè, rồi Phú Quốc cũng chưa đi luôn nha. Đó, hai cái nơi đó là Dự đang muốn đi. Và đây cũng là thời gian mình nên kích cầu lại du lịch trong nước. Bởi vì sao? Khách quốc tế thì không vào được, mình cũng không đi ra ngoài được. Thì Dự nói thẳng là thực tế Việt Nam mình có rất nhiều cảnh đẹp mà đi rồi chụp hình quay phim tận hưởng kiểu nghỉ dưỡng rồi thấy nó đẹp cỡ nào. Cho nên là Dự nghĩ là thời gian hợp lý để mình kích cầu là du lịch trong nước và các quý vị nên tranh thủ thời gian này lúc mà chủ quốc tế còn bị chặn mình đi ra trong nước đi, nhiều nơi đẹp lắm. Mình quay lại một chút, đại Huyên có hỏi là về cái từ cuộc tour web drama bây giờ thì mọi người đã đồng loạt sản xuất lại và tung ra lại thì cái cuộc dẫm chân này giờ tự nghĩ nó sẽ hơi căng thẳng giữa các ekip với nhau hay không? Căng thẳng chứ, tức là sau một kỳ nghỉ dài hạn bây giờ chặn những web drama đâu mà phim điện ảnh cũng tức là sự cạnh tranh rất nhiều. Cho nên Dự nghĩ cho tới bây giờ Dự vẫn nghĩ cái mà để khán giả đón nhận phải là ai ra trước ai ra sau mà là ai làm chất lượng. Cái nào chất lượng thì khán giả sẽ xem, đúng kiểu web drama thì càng kịch tính khán giả sẽ càng xem. Bạn chắc một cái vui là mình khi mà Dự tham gia rất nhiều dự án mà nó ra mắt cùng lúc thì nó hiện có hơi ngại diễn viên khi mà cũng hơi ngại tại vì phim chị Nam Thư cũng đang phát nè, rồi bây giờ phim chị Minh Hằng, rồi sắp tới là phim Gót Ngọc Tuyên nữa, mà hôm nay là kẹt tới hai họp báo đang lại vừa ra mắt phim chị Minh Hằng 1:30 mà 2:30 là phim Chồng Người Ta cũng mời. Nói chung là chắc anh chị em hiểu cho mình mà không sao đâu, mình cũng bị miếng cơm manh áo thôi, phải đóng chứ, mình không có tiền mình làm với drama thì phải càng tham gia nhiều để khán giả có cái xem mình chứ. Em trong phim Chồng Người Ta em có vai trò gì không? Dạ em không, thưa Chồng Người Ta không có đóng nha, nhưng mà tại vì phim đó có sử dụng thơ của em để làm chất liệu trong phim. Rồi ngay cả cái thiệp mời mà ngày hôm nay các quan khách báo chí và anh chị em nghệ sĩ nhận được á thì những câu thơ trên thiệp mời cũng là của em viết luôn, là đạo diễn nhờ riêng em. Cho nên là nhờ em để tới cảm ơn thôi, nhưng mà tại vì kẹt phim của chị Minh Hằng rồi. Em có kế hoạch nào mà làm cho cái sản phẩm riêng của mình không? Nói về web drama thì hiện tại thật sự là Dự chưa có hứng. Dự nghĩ là nếu năm nay làm thì năm nay không làm thì năm sau Dự cũng làm thôi. Vì mình muốn làm mà nhưng chưa có hứng lắm. Nhưng mà Dự sẽ có một sản phẩm trên kênh YouTube của mình là một cái show thực tế. Và Dự đi khắp nơi và mỗi tập Dự làm Dự trải nghiệm một cái nghề nào đó mà Dự thích. Dự nghĩ là mình hứng cái nào hiện tại thì mình làm cái đó trước. Nhưng mà cái có phải là do em có bị người lý do về kinh tế không? Đúng, ngoài cái lý do mà không hứng nữa thì cái lý do thứ hai mà lớn nhất vẫn là kinh tế. Bởi vì là một phim web drama mình làm ít tiền á thì lại không đạt những góc quay, những cái cảnh quay như mình mong muốn. Mà nó không như mình mong muốn thì đâu có chất lượng đâu mà khán giả thích. Mà họ làm đúng ý mình, làm đúng cái mục đích của mình thì cần một số lượng tiền rất là lớn. Tới bây giờ thì làm một bộ phim năm ít nhất phải 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ Dự không có khả năng, cho nên mình vẫn để sau. Em có nghĩ gì khi mà mình chết cái nick là thành chửi không? Tới giờ thì nhiều người vẫn kêu Dự là thánh chửi, mặc dù gần cả năm rồi mình không chửi câu nào. Tham gia các phim mình vẫn
đóng những vai có tính cách đàng hoàng chứ không bao giờ lợi dụng cái chửi nữa. Mà mọi người bây giờ gặp chữ với kêu là ê thánh chửi, thì nghĩ thôi mọi người đã ấn tượng rồi, nhưng mà chắc là trong đầu mọi người ấn tượng một cách là chửi vần, chửi điệu, chửi văn hoa văn chương thôi chứ không có chửi bậy đâu. Ấn tượng mà theo hướng tích cực là dữ mừng rồi. Nhưng mà thời gian vừa qua có rất là nhiều những nhân vật một trên mạng ấy, nhiều cái việc mà chửi á thì dự nghĩ sao, có thể là đôi khi có thể họ bắt chước em hoặc là gì đó, cái kênh của em nó quá ấn tượng với mọi người á. Đúng là thời gian gần đây em nói chung không phải gần đây nữa mà từ trước tới giờ lâu lâu thì có những hiện tượng xuất hiện trên mạng là chửi rồi nổi tiếng rồi bùng phát được mọi người nhiều bước tới, rồi người ta vô người ta xem ngày nào cũng chửi cũng có người nghe. Thì Dương nghĩ may mắn là chị chưa bao giờ bị đem ra so sánh với những nhân vật trên mạng. Bởi vì sao? Khán giả đã đón nhận với Minh Dự là người ta thừa biết mình chửi như thế nào, người ta mới nhớ chửi như thế nào mà ba mẹ mới cho con mình ngồi đó xem hài của Minh Dự. Thì Dương nghĩ cái giá trị nằm ở đó, quan trọng là mình làm những gì mà cái người học theo xem họ không bị ảnh hưởng tiêu cực là được rồi. Dạ. Chúng ta mấy công ty ấy.